Trung Trải là một xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Trình độ dân trí không đồng đều, địa hình phức tạp chính là những nguyên nhân mà các đối tượng xấu dễ lợi dụng để tuyên truyền, làm sai lệch những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Trung Trải phối hợp cùng với lực lượng công an xã đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn để bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Bản Nậm Xảo, xã Trung Trải có tổng số 44 hộ với gần 100% đồng bào dân tộc Mông. Hiện tại cả bản còn 15 hộ nghèo. Thời gian qua, các đoàn thể trong bản đã nỗ lực vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, luôn tuân thủ đúng các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền mà tình hình an ninh chính trị trong bản luôn được đảm bảo. Trong bản đã không còn tình trạng thanh niên nghiện ma túy, con em cũng đã biết nhận thức cảnh giác trước những đối tượng xấu, những hành vi trái với quy định của pháp luật. Thì công an xã người ta đi lấy toàn tuyên truyền mà cái thứ nhất là tuyên truyền không được vượt biên trái phép, đi đường mò và trái phép vì cái Covid-19 đã xảy ra lớn. Mà cái thứ hai nữa là tuyên truyền không cho bà con để làm cái công tác để không làm trộm cắp, không dùng súng tự chế để làm ảnh hưởng đến bà con, để vi phạm pháp luật và nhà nước quy định. Bà con nhân dân, bí thư chi bộ trưởng bản, công tác mặt trận đã phối hợp với công an xã để tuyên truyền bà con để an tâm để sản xuất. Nếu như trước đây, thời điểm khi mà xã Trung Trải mới được chia tách, tình hình sử dụng ma túy, người dân di cư tự do vẫn còn diễn ra phức tạp do nhiều đối tượng xấu lợi dụng. Những hộ dân có nhận thức hạn chế để lôi kéo xúi giục. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt là từ thời điểm lực lượng công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đã được ổn định. Phối hợp với lại các đoàn thể, ban ngành của Ủy ban xã là đã đến tuyên truyền cho các hộ dân và bà con trên địa bàn xã về công tác thứ nhất về phòng ngừa về an ninh trật tự, cái thứ hai về chăn thả gia súc là phải đảm bảo, phối hợp cùng với lại các cơ quan ban ngành trong những cái cuộc họp tiếp xúc cử tri hoặc là tiếp xúc họp dân ở các địa điểm của các bản, thì lực lượng công an xã là cũng đã tuyên truyền, chủ yếu là tuyên truyền cho bà con về nhận thức về an ninh mạng và những cái tình hình mới trong thời gian gần đây là bùng nổ về công nghệ thông tin. Đối với một xã biên giới còn nhiều khó khăn như Trung Trải, có thể thấy từ sự chủ động vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân các dân tộc trong tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.